Hôm nay, ngày 13 tháng 8 năm 2017, Chúa Nhật thứ 19 thường niên năm A. Trích sách các vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi Elia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng ông rằng, hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa. Bỗng Chúa đi qua, có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa. Nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động. Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa. Nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Elia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi. Chắc hẳn người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa. Để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra và đức công minh từ trời nhìn xuống. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hào và đất nước chúng con sẽ sinh bông trai. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Đức Kitô, tôi không nói dối. Lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Đức Kitô vì phần ít anh em của tôi là những thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc phượng tự và lời hứa. Các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Đức Kitô sinh ra phần xác, người là Thiên Chúa trên hết mọi sự. Đấng chúc tụng muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Nhưng ai tiếp rước người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng, ma kìa, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng.
Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm, thầy đây, đừng sợ." Phêrô thưa lại rằng: "Lạy thầy, nếu quả là thầy thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng thầy." Chúa phán: "Hãy đến." Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống thì la lên rằng: "Lạy thầy, xin cứu con." Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hàn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lại người mà rằng: "Thật, thầy là con Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Điểm tựa Giêsu, bài của Linh Mục Joseph Tạ Duy Tuyền. Nhà vật lý học Archimedes đã từng nói: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên." Câu nói của ông giúp chúng ta nhận ra một điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống, đó là một điểm tựa. Một điểm tựa sẽ an ủi, nâng đỡ khi trong cuộc sống của chúng ta cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, dằn vặt, đau đớn. Cho nên đừng ngạc nhiên khi một lúc nào đó có ai gục đầu vào vai chúng ta mà nức nở, dù đó là người khác giới. Hãy lặng im nghe từng giọt nước mắt rơi thấm dần trên vai ấm nồng. Hãy để cho người ôm chặt lấy chúng ta mà khóc, khóc cho tan đi tất cả những muộn phiền. Và chính chúng ta khi gặp gian nan, thất bại, hiểm nguy, chúng ta cũng cần một điểm tựa để vượt qua. Điểm tựa ấy có thể là niềm tin, là kỳ vọng, là ước mơ, là mục đích, và còn có thể là tình yêu nữa. Không ai biết trong cuộc đời mình điểm tựa nào là quan trọng. Có khi là cái này, có khi là cái khác. Thậm chí có người cho rằng họ chẳng cần điểm tựa để tồn tại. Họ rời bỏ và họ cô đơn. Xong một lúc nào đó họ nhận ra điểm tựa của mình rồi chấp nhận. Có khi nó chỉ là một điểm tựa bình thường nhỏ nhoi. Cuộc sống luôn cần một điểm tựa để những khoảnh khắc yếu lòng mà sai đường nhưng vẫn có người ở đó chờ đợi và sẵn sàng dang rộng cánh tay bao dung tha thứ cho chúng ta. Cuộc sống cần một điểm tựa để những khi thấy nhớ, lạc lõng, cô đơn, chúng ta vẫn có người để điện thoại để nhắn tin và được nghe giọng nói an ủi, nâng đỡ mà chẳng hề cáu giận dù đêm khuya, nhưng luôn đồng cảm với chúng ta. Hôm nay tin mừng cho ta thấy một điểm tựa thật vững chắc là Thầy Giêsu. Khi các môn đệ đang chơ vơi giữa dòng đời, đang chao đảo trước sóng gió, Chúa đã đến với các ông, đã an ủi nâng đỡ các ông. Lòng các ông đã bình an khi nhận ra Thầy đang hiện diện giữa các ông. Sứ điệp lời Chúa hôm nay như vẫn đang mời gọi chúng ta: anh em đừng sợ, vì Thầy đã thắng thế gian. Thầy đã thắng thế gian, đó cũng là tiếng mời gọi các môn đệ của Chúa là chúng ta hãy cùng với Chúa để chiến thắng sự dữ, để đẩy lùi cái ác ra khỏi thế gian, để xoa dịu những đau thương mất mát trong cuộc đời. Và Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta hãy trao vào tay Chúa những khó khăn của cuộc đời, để Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi hiểm nguy. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy là điểm tựa để nâng đỡ anh em đang chơi vơi trên dòng đời. Chúa muốn chúng ta hãy là chứng nhân cho tình thương và lòng nhân ái của Chúa. Khi chúng ta cùng cầm tay nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc đời, khi chúng ta biết chạnh lòng thương xót trước những bất hạnh của tha nhân, khi chúng ta không phủi tay trốn tránh trách nhiệm trước những nhu cầu của thời đại, vâng, cuộc đời sẽ ấm áp hơn nếu mỗi người biết liên đới và chia sẻ cho nhau để làm vơi đi những khổ đau, những lắng lo trong cuộc sống. Chúng ta có thể không có khả năng làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng chúng ta có khả năng trao vào tay Chúa một chút lương thực ít ỏi để Chúa có thể nhân rộng cho hàng ngàn người hưởng dùng. Chúng ta có thể không có khả năng đi trên mặt nước, nhưng chúng ta có thể nâng đỡ, dìu dắt anh em qua những khó khăn của cuộc sống. Chúng ta có thể không khiến cho sóng gió ba đào im lặng,
nhưng chúng ta có thể góp phần đẩy lùi sự dữ và xoa dịu những đau thương bằng lòng quảng đại và nhân ái của chúng ta. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta lòng mến nồng nàn để sẵn lòng mang tình yêu và lòng nhân ái đến cho anh chị em chung quanh. Nguyện xin Chúa ban thêm đức tin và đức cậy để chúng ta luôn biết cậy dựa vào ơn trợ giúp của Chúa và an bình sống trong sự quan phòng của Chúa. Amen. Bài của Linh Mục Joseph Tạ Duy Tuyền. Bức tường ô nhục. Ngày 13 tháng 8 năm 1961, sau nhiều cuộc thương thảo vô ích giữa Washington và Moscow nhằm giải quyết cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông và Tây, Khrushchev, chủ tịch nhà nước Liên Xô, đã ra lệnh cho xây cất một bức tường ngăn cách Đông và Tây Berlin. Bức tường này được dựng lên không những để đánh dấu sự đoạn tuyệt giữa Đông và Tây, nhưng còn để ngăn chặn làn sóng những người Đông Đức ồ ạt chạy sang tị nạn tại Tây Berlin. Khối Đông Âu thì giải thích rằng bức tường này được dựng lên là để ngăn chặn những người Tây Phương có thể đến Đông Đức để làm gián điệp. Còn phía Tây Phương thì lại gọi bức tường đó là bức tường ô nhục. Nhưng dù được gọi dưới danh hiệu nào, dù được xây dựng dưới mục đích nào, bức tường ngăn cách giữa Đông và Tây Berlin vẫn mãi mãi là biểu trưng của những chia cách giữa con người mà chính con người đã tạo nên. Có những bức tường ngăn cách về kinh tế, chính trị, chủng tộc, văn hóa do con người dựng lên, nhưng cũng có những bức tường vô hình mà mỗi người chúng ta có thể xây lên để tự ngăn cách với người khác. Bức tường vô hình đó trước tiên là bức tường của nghi kỵ. Người ta thường xây kín khu vực của mình ở bằng kính cửa cao tường là bởi vì người ta sợ con mắt dòm ngó của những người chung quanh. Sự nghi kỵ không những ngăn ngừa người khác đến với mình, nhưng còn giam hãm chính mình trong cô đơn. Bức tường vô hình cũng là bức tường của ích kỷ. Người ích kỷ chỉ biết đến thế giới của mình và khép mắt, bịt tai trước những gì đang xảy ra cho người khác. Bức tường đó cũng có thể là bức tường của sự bất cảm thông. Kẻ xây tường để bao bọc mình sẽ không muốn nhìn thấy và thông cảm với những người xung quanh. Nhưng bức tường nào cũng là một nấm mồ chôn kín mình trong sự cô đơn. Càng bảo vệ chính mình, con người càng mất mát trong sự hao mòn. Trái lại, càng cởi mở, càng đến với tha nhân, càng triển nở trong nhân cách. Bài trích sách lẽ sống.